Thưa quý vị và các bạn, có một ngày lễ không thể thiếu trong đời sống tâm linh văn hóa của người Việt Nam, của tín ngưỡng thờ mẫu. Ở Hà Nội, Phủ Tây Hồ là nơi thờ Đức Thánh Mẫu Liễu Hạnh, một trong tứ bất tử của huyền thoại nước Nam. Nơi đây cũng được xem là chốn địa linh danh thắng, cảnh đẹp như trong mộng, khiến cho bất cứ ai đến đây đều phải trầm trồ thán phục vẻ đẹp của Phủ Tây Hồ. Và ngày hôm nay là ngày mùng 3 tháng 3 âm lịch. Theo truyền thuyết, đây là ngày hóa của Đức Thánh Mẫu Liễu Hạnh, nên người dân khắp nơi thường đến Phủ Tây Hồ để lễ tạ ơn Đức Thánh Mẫu. Chuyên mục Sống ở Hà Nội ngày hôm nay sẽ đưa quý vị và các bạn đến với Phủ Tây Hồ để cùng hòa mình với không khí của những ngày tiệc mẫu và cùng lắng đọng với không gian và cảnh vật hữu tình, vốn được xem là nguồn cảm hứng cho thi ca của Việt Nam. Những hình ảnh đẹp và ý nghĩa này cũng sẽ khép lại chương trình thông tin tổng hợp Hà Nội 18 giờ của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị vào 18 giờ ngày mai. Phủ Tây Hồ ngày 2 tháng 3 năm Đinh Dậu 2017. Đội tế nam dâng hương trước cửa phủ là một trong những nghi lễ quan trọng của người dân làng Tây Hồ trước ngày chính tiệc mẫu. Những hồi chuông, hồi trống đồng loạt được gióng lên như báo hiệu ngày chính hội đã đến. Người dân thành kính vào dâng hương Đức Thánh Mẫu của mình trong trật tự và cung kính tôn nghiêm. Còn đây là chiếc kiệu ngọc lộ, tương truyền là chiếc kiệu để rước Thánh Mẫu. Nhưng từ sau năm 1954 trở lại đây, người dân không còn rước kiệu nữa mà chỉ dựng kiệu trước sân để thờ mẫu vào hai dịp mùng 3 tháng 3 và 13 tháng 8 là ngày hóa và ngày sinh của mẫu Liễu Hạnh. Ông Trương Tín Hồi, Phó Tiểu ban Di tích Phủ Tây Hồ cũng đã làm việc ở Phủ được 24 năm cho biết. Vào tháng 3, khắp nơi trên cả nước có thờ mẫu đều tổ chức lễ hội. Nhưng riêng ở Phủ Tây Hồ, người dân chỉ tổ chức hội lễ, tức là lễ hội nhỏ, để tưởng nhớ vị Thánh Mẫu đã phù trợ cho người dân nơi đây có cuộc sống no ấm, hạnh phúc. Mẫu là mẹ, do đó mà nhân dân Tây Hồ rất ngưỡng mộ và đồng thời là thường xuyên hàng ngày và hàng tháng, hàng năm đều đến để mà chiêm bái cửa thánh, đồng thời là được hưởng cái lộc, tức là mua bán buôn bán ở chung quanh cái khu vực Phủ Tây Hồ. Phủ Tây Hồ không chỉ níu chân du khách bởi sự linh thiêng của một chốn tâm linh mà còn ở vẻ đẹp nên thơ hữu tình. Đây cũng là một cái nơi rất đẹp, có hồ rộng mênh mông và có nhiều du khách, cho nên đến đây thì nào cái năm nào cũng đến. Thời tiết tháng 3 ngày tiệc mẫu thường nắng đẹp, người dân có thể ngồi ven hồ để ngắm cảnh đẹp của Hồ Tây, được tận hưởng những làn gió mát trong lành, bất chợt được ngắm nhìn những cánh chim sâm cầm trao liệng trên mặt hồ. Và còn một đặc sản nữa mà du khách đến Phủ Tây Hồ thường không thể bỏ qua, đó là thưởng thức món bánh tôm và bún ốc của Phủ Tây Hồ. Những món ăn đã được ghi vào kho tàng ẩm thực của người Hà Nội.